năm 2021 vừa qua, bằng nhiều giải pháp tích cực, công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường Vĩnh Quân đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Ngay từ đầu năm, cán bộ lao động và thương binh xã hội phường đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân phường ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Theo đó, phường Vĩnh Quân đã chủ động triển khai thực hiện các gói hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của chính phủ, đã hỗ trợ 41 người bán lẻ sổ số, số lưu động với tổng số tiền trên 61 triệu đồng, hỗ trợ 1.420 người lao động không có giao kết hợp đồng với tổng số tiền 1 tỷ 560 triệu đồng, hỗ trợ 1.290 kg gạo cho 86 đối tượng hộ cận nghèo và 3.690 kg cho 246 đối tượng bảo trợ xã hội theo quyết định số 1988 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với chính sách người có công, nhân dịp Tết Nguyên đáng năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 47 hộ gia đình chính sách với số tiền trên 23 triệu đồng và một tấn gạo, cấp phát 107 thẻ bảo hiểm y tế cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, người phụng dưỡng, người có công, người tham gia kháng chiến và cụ chiến binh, cất hai căn nhà tình nghĩa và sửa chữa một căn với tổng số tiền 120 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố châu đốc, dần động quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 11 triệu đồng. Công tác giảm nghèo phối hợp với phòng lao động và thương binh xã hội thành phố châu đốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức cấp phát tiền Tết cho 103 hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 35 triệu đồng và 1.040 kg gạo. Cấp phát 274 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng hộ cận nghèo, người cao tuổi, người được bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 73 cụ với tổng số tiền trên 37 triệu đồng. Đào tạo nghề được 75 lao động xác nhận giải quyết việc làm cho 417 trên 500 hồ sơ xin việc đạt 83,4% so với nghị quyết.